chào hai bạn. Chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân ạ. Hai bạn có thể giới thiệu về mình. Dạ, em là Nguyễn Tấn Danh, năm nay em 30 tuổi. Em sinh ra ở Bình Định. Dạ. Em là kỹ sư xây dựng. Em tên là Lê Thị Phương Diễm, em 25 tuổi. Em sinh ra ở Lâm Đồng và đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên văn phòng ạ. Cơ duyên nào hai người gặp nhau? Là giống như là mối tình phòng trọ vậy. Lúc đó là em là người giống như là sống lâu lão làng, chủ nhà là tin tưởng giao cho em quản lý và hướng dẫn cho các cô hay là các cậu tới thuê. Thì lúc đó là vợ em là tới thuê nhà, thế nhìn cái gách, nhìn là cái hai như là nhìn để soi máy xem thứ vợ như thế nào. Nhìn sao đâu, nhìn sao mới cách em nhìn này nè. Khi mà em thấy ảnh nhìn như vậy đó rất là khó chịu, tại vì cái cách nhìn soi mói như là nhìn dò xét. Rồi có bỏ đi không? Cay ghét bán ảnh, không nhìn gì hết, bỏ đi. Vậy hả? Dạ, em bỏ đi luôn. Nhưng mà sau đó em phát hiện ra anh này có cái tài là hát và đàn rất là hay. Ủa, bỏ đi luôn rồi sao phát hiện hả? Dạ, sau này ở. Có nghĩa là em ấn tượng ông xã em ở cái giọng, ở cái giọng hát và cái ngón đàn, dạ, phải không? Dạ, đánh đàn, dạ. Cho nên em mới nói ảnh thôi nhận em làm học trò. Trời ơi, trời hay vậy. Coi như là đến độ mà từ ghét, từ bực bội bỏ đi mà muốn nhận làm thầy luôn á hả? Gọi như là giống như là gà hay thì hay gáy, mà người đánh đàn được thì hay người đánh cái tân tân như thế. Anh thích nhất bài nào? Hạ Trái hay Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn. Cái Diễm này nè. À, đâu hát thử hai câu Diễm Xưa coi. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Tầng 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 tầng. Dìu nắng tầng tầng tầng. Tôi nghĩ là trong cái lúc mà bạn hát cho Diễm nghe chắc chắn là sẽ không có được. Thật ra em bây giờ nó rối, hồi đó thì nhớ, còn bây giờ như quên rồi nó rối. Vậy bây giờ anh hỏi Diễm là lý do vì sao mà hai người yêu nhau? Lúc đó là em tới phòng trọ, nhưng mà khoảng một tháng đó là em bị thất tình. Cho nên em ngồi chỗ hành lang đó, em khóc. Cái anh này đi ra, cái ảnh đá nhẹ cho người em. Ủa em bị sao vậy? Cái em chỉ ngước lên nhìn không nói gì hết. Cái ảnh mới nói thôi, để hôm nay anh làm xe ôm chở em đi nha. Ơi, đá vậy hả? Ê, có chuyện gì? Ê, có chuyện gì hả? Là, em ơi, có chuyện gì? Ê, có chuyện gì? Đó thì là vợ lúc đó cũng buồn, mà có người mà chia sẻ thì vợ cũng chấp nhận. Thì lúc đó em mới mượn cái xe đạp, mượn cái đạp của vợ, chở vợ đi. Em cũng không tâm sự nhiều, tại vì mình cũng đâu biết ý tứ anh này sao đâu mà nói gì. Cho nên em cũng kể là thì em cũng buồn, đang thất tình. Cái ảnh lái sang chuyện khác, cái ảnh nói cho em nhìn kìa kìa, thấy sao vô, sao cày gì không? Nhạc sĩ Tập Duy có một bài hát là Bài Ca Sao. Mượn em nhờ mấy câu trong đó thôi, xe em con trai nhớ. Thì bài ca sao Phạm Duy có báo là sao tua chín cái nằm kề, thương em từ Thuế, mẹ về với cha. Sao vua chứ sáu cái nằm xa, thương anh từ Thuế, người ra người vào. Túm lại là chỉ có sao là thương thôi. Sao thôi. Chân thành quá, vừa chở đi xe đạp quá trời mà còn hỗn hển mà. Sao vua với lại sao, sao gì nữa đó. Sao vua, sao cài. Rồi sau đó thì là hai người hẹn hò với nhau thì có khi nào mà lấy xe đạp để mà chở vợ đi nữa không? Dạ không, sao cái đợt đó thì em về em bị ốm mất 2 ngày rồi. Chứ còn gì nữa, bệnh thì làm sao mà dám đi xe đạp thêm lần nữa. Vừa đói mà vừa khát mà vừa bệnh đó. Sao em không mượn xe máy của bạn mà chở? Về sau cũng có rút kinh nghiệm, mượn cái xe máy của một cô để mà đi chơi với cô này. Trời ơi, vừa lúc đó vợ biết không? Dạ không. Chuyện bây giờ mới kêu. Có nghĩa là bây giờ em mới biết là cái xe đó mượn của một người con gái khác hả? Dạ. Đừng có nói là em để ý hoặc là người ta để ý em nha. Dạ không, nhớ người ta để ý em thôi em. Đó. Chứ là lúc đó em nhớ là em mượn cái xe đi, nhưng đi nửa đường hết xăng. Trời mưa nữa. Em không biết đường nào mở đó. Em cứ rút ra em kiếm hoa. Em sao sao người đường. Cái xe thì còn không tắt cái lỗ rút vào mở xăng. Xe đường xăng. Trời ơi, cái xe mà không tắt lỗ. Bây giờ mới kể. Nhiều khi chân thành vậy á mà ông trời cũng thương đó. Rồi trong lúc hẹn hò thì có cái điều gì mà ấn tượng của Danh mà khiến cho Diễm cứ nhớ hoài tới giờ? Ảnh đánh đàn hay, em học đàn. Xong rồi riết hồi cái tự nhiên thương luôn. Rồi mới quen nhau. Rồi sau hôn nhân thì như thế nào? Sau hôn nhân á, có hai điều làm em ấn tượng. Cái điều thứ nhất á, là chồng của em là cả ngày không uống nước cũng được. Trời, khô khan dữ vậy em. Hay có hành động mà chọc cười em rất là thú vị và dễ thương. Tức là hay vô toilet hú lên xong rồi hát giọng Bình Định á. Em nghe rất là vui. Ồ vậy hả? Hát thử đi. Mà em thì em thật ra là em chán bằng phải hát. Em nói đúng cái tính giọng của quê em là nó đã đúng cái bản ra thân rồi thôi. Đó. Em hồi nãy em hát là nó như thế này. Khán giả vỗ tay ủng hộ em.
thân nè, trách thân nè, thân sao chứ lận đậm nè, mình nè, trách mình nè, số phận hầm vô chứ bỏ thân tôi cực khổ, tôi eo nghèo nên vợ tôi nó mới không ở nữa, nó mới theo cái nậu rồi. Rồi hai vợ chồng lấy nhau vậy chắc có lẽ là có những cái giây phút rất là hạnh phúc bên nhau, chẳng hạn như là đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? À, dạ không, cái đó nói tới là buồn, ảnh là dân xây dựng công trường đó, cho nên là khi mà cưới nhau ở quê rồi đi vô Sài Gòn, cái anh đi nửa đường cái tới Phan Thiết là phải tới nơi công trình, ảnh cái anh kêu thôi em ở lại đi về nha, anh xuống công trình đây, là anh bỏ em từ Phan Thiết về tới Sài Gòn, một cô dâu mới mà phải từ quê một mình một thân đi về Sài Gòn, xong rồi hả cũng không có tuần trăng mật, cũng không có đêm tân hôn luôn, trời giờ nghĩ lại hụt hẫng, tới bây giờ em vẫn giận ảnh hả. Quá trời vậy là nguy hiểm á nghe. Không, nghĩ không, sao đẹp gì mà không có đêm tân hôn, tuần trăng mật em thiệt. Nếu mà đem vô hợp đồng hôn nhân là cũng một cái hợp đồng, nếu như xây dựng á thì đây người ta quy ra điều kiện bất khả kháng để công trình nó cái vị trí của mình, công việc nó quan trọng quá, sức ép công việc nó quan trọng quá, cho mình phải có mặt, coi như là mình hy sinh cái chuyện riêng mà vì chuyện công, như vậy là phải đáng thương, không phải là đáng trách. Em hỏi nhỏ em nghe, em có vợ đẹp gì em có ghen không? Dạ em thì ít ghen, tại vì có lẽ là vợ chồng hiểu nhau. Còn vợ em thì có hơi thỉnh thoảng hơi ghen lại thôi chứ. Em ghen ông xã em hả? Tại vì dạ, bà là ngày xưa là bà thích em là thích chơi đàn như thế này, mà dạo này thằng bà lại ghét chuyện đó. Sao vậy? Chứ vậy yêu nhau à? Lý do yêu nhau là nhờ là mê cái tiếng đàn với tiếng hát của anh, sao giờ cưới nhau rồi lại không mê là sao? Chính vì vậy đó anh, tức là khi yêu nhau là anh ta dùng đàn để cưa đổ em mà, cho nên bây giờ anh nhậu xong chạy về ôm đàn đi. Ôm đàn đi là hát chứ không hát cho em nghe, ôm đàn đi chỗ khác hát. À, hát cho bạn nhậu nghe hả? Dạ cái đúng, bạn nhậu rồi. Bạn nhậu nhưng mà bạn nhậu nam hay bạn nhậu nữ? Bạn nhậu cả đôi, có nam có nữ. Vậy sao em rủ vợ em đi luôn? Tại vì lúc đó là khó rủ quá vậy. Với hơn nữa là đàn ông con trai nhậu là người ta đi hát karaoke, người ta đi sàn này kia, tốn tiền, tốn bạc, tốn sức khỏe. Em lấy cái đàn em ngồi đánh vừa tốn sức khỏe mà vừa tốn tiền. Đúng rồi. Hai bạn có em bé chưa? Dạ em có rồi, bé bữa nay được gần 1 tuổi. Nói tới chuyện có em bé không thì có một chuyện rất là vui. Em hay trách ảnh lắm, vô tâm, không chịu dẫn vợ đi đâu hết. Thế là hôm đó dẫn em đi nhậu, sau đó về cái em ói, ảnh kêu chứ sao dạo này say lâu vậy, em ói hoài vậy. Cái em cứ ngạc nhiên kêu sao em cũng say lâu quá. Cái anh kêu chứ thôi mình đi hát khám thần kinh hay tiêu hóa được. Trời ơi. Gì vậy Thuận? Trời ơi em cứ làm gì giật mình hoài Thuận. Cái biểu hiện ói đó là trước tiên là mình phải nghĩ tới cái vấn đề khác. Tại sao giỏi vợ đi khám thần kinh? Coi nhiều khi nó quan tâm quá mình quan tâm chứ không phải là em quan tâm. Ủa tức là em phải ói rất là lâu đúng không? Dạ. Đêm đó ói rồi qua sáng hôm sau ói. Qua 5 ngày sau ngày nào em cũng 5 ngày sau vẫn ói. Nghĩ ra mà từ bữa nhậu tới 5 ngày sau người ta ói mà nghĩ người ta bị thần kinh gì trời. Vô tâm thiệt à. Thì nghĩ là không chuyện gì vậy, chắc bị thần kinh lần này. Sau khi sống với nhau vậy thì điều gì mà em muốn chồng em thay đổi? Em muốn ảnh phải chia sẻ nhiều hơn với vợ. Có chuyện gì đó là ảnh gánh một mình à, không bao giờ nói cho em biết hết. Vì sợ em buồn, em lo. Rồi cái điều mà em cần ảnh thay đổi nữa là khi nhậu đừng có ôm đàn đi đâu hết. Ôm em được ha. Còn em sao em? Trong cái đời sống hàng ngày thì em thấy vợ em có điều gì cần thay đổi không? Nó thay đổi một cái là con rồi, cho nên mất điệu tí. Tí. Vợ em lúc nào nó ẻo lại. Nghĩa là quá trẻ con. Còn một chút trẻ con. Tin quá cho nên mai mốt dạy con hơi khó. Tin quá nhưng cái đó hay chứ bộ đâu có xấu đâu em. Con gái là phải vậy. Thực ra thì những cái mà hai bạn chưa vừa lòng về nhau á, theo chị á, thì điều đó không có gì to tát. Thực ra đó không phải là cái xấu. Cái đó là cái lo xa của chồng thôi. Sợ nhiều khi á, vợ trẻ hoài rồi đẹp hoài như vậy á, rồi chồng đi xây dựng nhiều á, già sớm á, sợ mất vợ thôi. Nhưng mà kệ, mình thương chồng mình một chút. Đi làm xa cực khổ quá thôi, mình bớt lại chút. Đó, còn chồng cũng vậy. Bây giờ á, cứ việc nói cho vợ nghe đi. Rồi còn á, đi nhậu á, dắt vợ theo. Chị nói thiệt với em á, có vợ đẹp hoặc chồng đẹp á, đi đâu cũng chỉ muốn dính sam thôi. Đúng rồi. Hãnh diện chứ bộ. Và đặc biệt là nhậu xỉn lên rồi bớt ôm đàn ôm vợ. Vâng, xin cảm ơn Danh và Diễm đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, cảm ơn.
chào hai bạn. Dạ, em chào anh chị. Hai bạn có thể giới thiệu với mình. Dạ, em tên là Thái Công Xoan, em năm nay 30 tuổi. Em thì sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt. Em đang làm nhân viên kinh doanh cho một cái công ty hợp dữ ẩm. Còn em? Em tên là Nguyễn Thị Kim Nguyên, năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em làm giáo viên mầm non. Cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau vậy? Ngày đó em là nhân viên thực tập ngày đầu tiên vào nhận việc tại một công ty du lịch. Anh ấy được phân công hướng dẫn em thực tập. Vậy thì điều gì mà làm cho bạn ấn tượng? Lần đầu tiên mà em tiếp xúc thì trong một cái nhóm thực tập có khoảng 3 đến 4 người nữ. Nhưng mà em ấn tượng bà xã em lúc đó nhất là do cái thân hình nhỏ nhắn, với là nói chuyện rất là hoạt bát, năng động. Với là cái mái tóc của bà xã em lúc đó thì dài, cũng ngang ngang lên, nhưng mà rất là đen. Sao bây giờ em lại cho tóc thành màu vàng rồi? Chắc đi nắng nhiều quá chị. Ủa, đi nắng nhiều hay là nhuộm? Thôi em cứ hay hỏi đi nắng nhuộm. Chứ thôi hồi đó tóc em có dài không? Trong cái quá trình mà một thầy một trò như vậy đó, thì sau bao lâu thì thầy trò nảy sinh tình cảm? Trong cái quá trình mà bắt đầu dẫn đi tiếp xúc khách hàng, mình muốn thử khả năng của vợ mình lúc đó là cái khả năng thuyết phục khách hàng. Có một cái khách họ rất là khó, nhưng mà khi mà bà xã đó vô mà thuyết phục khách hàng á, thì người khách hàng đã đồng ý và ký hợp đồng với bên công ty em. Thì em mới nghĩ trong đầu, với một người con gái mà chưa bước chân ra trường mà lần đầu tiên vô công ty làm mà ký được hợp đồng á, thì em cảm thấy rất là nể. Đó là cái ấn tượng đầu tiên của em về vợ em. Còn em ấn tượng như thế nào về chồng em? Ấn tượng cái đầu tiên là nước da. Da rất là đen, chưa từng thấy ai mà đen vậy luôn á. Bây giờ vẫn đen? Dạ, giờ vẫn đen nhưng mà trắng hơn hồi đó. Trời ơi đó. Giờ đen làm trắng hơn hồi đó luôn. Tướng tá thì cũng cao ráo. Và đặc biệt là em có một chút xíu để ý là khi ảnh mặc quần tây đóng thùng á chị, nhìn cái tướng rất là chuẩn. Vậy là hai người đã có ấn tượng với nhau. Dạ đúng rồi. Ừ. Ai là người tỏ tình trước? Cái ngày đó ngày 19 tháng 9 chiều hôm đó thì tụi em được nghỉ làm, em mới hẹn đi uống cà phê ở trên đường Lê Văn Sĩ á. Thì lúc đầu cũng ngồi nói chuyện bâng quơ được 2-3 câu rồi. Sau đó thì mọi người nếu mà người ta tỏ tình thì người ta sẽ nói trực tiếp. Đó, đâu mà... có nói không? Dạ không, em không có nói. Bình tĩnh nghe kể. Nôn quá. Lúc đó là mình ngồi á, là mình vừa lấy điện thoại nhắn tin. Mình thấy cô ấy cứ ngồi cứ tủm tỉm cười. Mình cũng được mở cờ trong bụng rồi. Tin đó sao em nhớ không em? Tự nhiên em thấy ảnh cứ cúi xuống, ảnh cứ nhắn tin. Em nói không biết là ảnh nhắn tin nhai đi với mình mà sao nhắn tin nhai vậy. Cái xong lát hồi em mới thấy điện thoại em có tin nhắn. Thì mở ra thì mới thấy được là cái tin nhắn ảnh nhắn cho anh là em có đồng ý là bạn gái của anh không. Thì em sao? Thì lúc đó em cũng bất ngờ lắm, nhưng mà em cũng phải nhắn lại một câu là tại sao anh lại thích em. Dạ, mình phải biết cái lý do tại sao thì mình mới dám nhận lời. Câu trả lời em mới nhắn tin á, thì em nói chứ do anh nhìn thấy em á nhỏ nhắn hoạt bát dễ thương, với là năng động, nói chuyện rất là năng động. Thì cũng đâu dám vào mặt đâu chị, cũng cúi xuống lâu lâu cười lên một cái thôi. Rồi mình cũng phải có một cái báo hiệu gì chứ. Dạ, cái lúc mà em nhắn cái tin đó xong không thấy bà xã em trả lời. Còn sao nữa? Thì một tay em cầm điện thoại nhưng mà cái tay kia thì em cứ dài. Bây giờ đang cái bàn đi thì em vừa nhắn tin xong. Sao? Cái tay em nó cứ chạy dài thì... Ủa dạ không? Em... Không anh, lúc đó là đang cắm cúi đọc tin nhắn, mình lợi dụng mà. Lợi dụng quá. Sưng mù để mình quăng lựu đạn á. Thì đó, rồi vừa tới thì mình nắm cái tay dài. Đồ đi. Hết hồn chứ anh. Tự nhiên khi không đang ngồi nhắn tin mà có cái bàn tay lạ nắm tay mình cũng hết hồn. Dạ không. Tại vì mình cũng có thích ảnh rồi, thành ra mình cứ để yên cho ảnh nắm. Rồi thế là hai đứa về nhà. Dạ. Trời cặp này lãng mạn quá ha. Đi uống cà phê với nhau, tốn tiền nhắn tin vậy đó hả? Dạ. Cũng may cái lúc đó là cái tay để đây. Chứ cái lúc đó mà cái gặp cái cô nhân viên phục vụ ra mà để cái ly nước xong rồi sợ cái đụng cô phục vụ không biết sao. Đúng rồi, tại vì đâu có chuyện dòm đâu phải không? Em cứ về nè. Đâu có chuyện, cũng phải liếc luôn mình dòm cái người bạn bên kia sao chứ. Dễ thương thiệt. Rồi hai người hẹn hò với nhau như thế nào? Trong thời gian tụi em quen nhau thì có một câu chuyện em rất là ấn tượng. Là vào một buổi chiều đó, khi mà sau khi tụi em đi làm về đó thì có đói bụng, thì ảnh mới chở em đi ăn hủ tiếu gõ gần công ty á. Sau khi ảnh chở em tới nơi thì em leo xuống xe, em bước vào chỗ ngồi trước. Sau đó ảnh đẩy xe vô, ảnh leo xuống. Thì tự nhiên em nghe một cái rẹt. Ôi sao? Dạ, thì em mới hỏi ảnh là có chuyện gì vậy anh? Ảnh mới nói là chết rồi em, gần anh bị rách rồi, giờ sao? Trời ơi, em cứ làm chuyện đi mệt hoài Thuận. Người ta gặp sự cố nguy hiểm gì mà em... Hết hồn hết điếc. Mà rách cũng ác lắm chị, rách từ sau ra trước. Ở dưới là nó không còn cái gì nữa, không còn sợi chỉ nữa, nó rách hết luôn. Chứ sao bây giờ vô chúng nó ngồi sao? Lúc đó mặc áo sơ mi thì dạng body thì nó cũng ngắn. Em mới kéo ra cái mình mới tấm xuống kìa. Không, mình cũng thẳng rồi anh, nếu vậy mình người ta để ý rồi. Đó, cũng hơi tấm thôi nhưng mà chân thì mình khép. Đi ra đi gì ha? Dạ đúng rồi, đúng.
đi vậy nhưng mà lúc ngồi xuống á, lúc ngồi xuống là không có được ngồi vậy đâu anh. Ngồi chắc chắn không ngồi rồi. Vậy nè. Ngồi vậy. Đi vô quán mà ngồi gì nè. Chết bây giờ sao mà banh ra được? Phải không? Đúng rồi. Rồi trong đó quán đó người ta nhìn mình, ta nghĩ mình giới tính làm sao? Thì lúc đó là mình chỉ biết là cắm cúi thôi anh, chứ bây giờ là mình chỉ ngồi là chỉ có vậy thôi. Thôi ngồi vậy. Dạ, ngồi vậy thôi. Bởi vì cái ghế đó thì nó có thấp quá một chút vậy thôi. Đó là mình phải ngồi vậy. Trời ơi, chị tưởng tượng người đàn ông cao lớn như vậy nó mà ngồi mà cứ như vậy. Mọi người trong quán không biết chuyện gì xảy ra hết, nhưng mà nhìn cái điệu bộ như vậy thì chắc em nghĩ là mọi người sẽ nghĩ là ảnh giống như là anh chàng ẻo lả đại ngoại. Chính xác. Nếu là chị cũng tưởng là hai bà bạn đi ăn một tiếng. Tại lúc đó ảnh chưa có lấy vợ tướng ảnh cũng ốm lắm chị. Trời ơi khổ thân ghê ha. Rồi sao lúc đó là cũng còn ngồi ăn hủ tiếu được hay gì? Dạ bởi vì lúc đó là bà xã vô kêu trước rồi, nên là mình vô là mình chỉ có đu thôi. Em chỉ đoán có chắc khoảng chưa tới 1 phút là xong rồi. Trời ơi gì? Trời ơi nóng là 1 giờ mà ăn chưa tới. Lúc đó là chị có ăn đại không đến rồi chị, không cần biết ăn tô nó hết hay không để đứng dậy đi rồi. Chị thương ha, tụi em có những cái kỷ niệm hay thiệt á. Rồi khi mà lấy nhau rồi đó, còn những cái buổi lãng mạn và những cái sự cố như vậy nữa hay không? Dạ, lấy nhau rồi thì chuyện vui nó cũng rất là nhiều, nhưng mà ấn tượng nhất chỉ có một lần mà tới giờ bà xã cũng còn nhắc với em. Cách đây cũng mấy năm thì bà xã em lúc đó đi làm theo ca thì chợt về cũng rất là mệt, giống như bị stress ở trong đầu á. Về nhà thì hay cấu gắt, thì mình cũng cấu gắt gây gỗ với nhau, mình cũng bực bội lên, nên là mình mới nói chứ nếu mà còn gây nữa thì thôi tôi đi, tôi lấy cái giỏ sách tôi bỏ đồ vô tôi đi. Đây đây ở nhà mình muốn làm gì làm. Xuống cũng mở tủ lấy ba lô bỏ đồ đồ vô đây. Mà lúc đó thì cũng 12 giờ đêm rồi. Đi ra gọi điện cho bạn bạn nó nói chứ tí nữa tao chạy lên tao đón mày. Mà không biết làm sao nó nghĩ lại, chắc nó nói là khuya có đồ này chắc nó giỡn hay sao. Thì ra đứng ở ngoài đường, cuối cùng mình đứng nửa tiếng rồi đó, có mình ở đó. Cứ đi tới đi luôn ở ngoài đường. Đi ra ngoài rồi đó nhưng mà không có ai hốt đi cho nên bèn cứ trụ lại đó phải không? Rồi em có đi ra mở cửa cho ông xã vô. Sau khi cái lộn thì ảnh cũng có điện cho bạn. Thì em cứ nghĩ là ảnh giỡn thôi, tại vì hỏi chị trước 12 giờ đêm thì người ta đang ngủ. Thì nếu mà có điện thì một hồi lâu người ta mới bắt máy. Còn đằng này là vừa điện cái riêng cái là bạn bắt máy, cái nói là mày tới chở tao liền. Em nghĩ là giỡn thôi, em cũng cứ cho đi. Rồi em thấy đứng ở ngoài cả nửa tiếng hơn, cứ đi qua đi lại tới đi luôn mà không ai tới rước hết. Thành ra em cũng lo. Nói nghe nè, hỏi thiếu tế nhị xíu nghe. Cái bữa đó gây nhau là do ghen nhau hay là do cái lý do gì mà dữ dội vậy? Dạ không, cái đó là do áp lực công việc của hai đứa thôi chị. Vậy đó hả? Vậy đó mà gọi là bứt áo ra đi vậy đó hả em? Bây giờ anh hỏi thật nha, cái điều mà em cảm thấy chưa hài lòng với ông xã của mình đó là gì? Nóng tính anh, với lại có một việc nữa là nói không bao giờ làm liền. Toàn là hẹn không à. Ví dụ như có những chuyện là 10 giờ đêm rồi xe thì vẫn để ở ngoài. Em mới kêu ảnh là thôi con dắt xe vô đi, chứ em muốn sợ là ăn trộm lấy á. Hoặc là con nó lên ngủ thì có bật quạt nhưng mà em vẫn lo, em cứ kêu là lên đốt nhang mũi cho con đi. Thế thì từ từ đi, có cái quạt rồi sợ gì mũi nữa. Từ từ đi. Dạ. Toàn là hẹn không à. Hẹn à. Thế còn em? Thì nói chung thì đàn ông mình mà anh, bởi vì khi mà người phụ nữ kế bên mình mà có những cái việc hay những cái gì mà khi nào cũng cằn nhằn càm ràm á, làm cho con người mình rất là bực bội. Có nghĩa là em thấy vợ em là có cái tật hay càm ràm đó. Em thí dụ bây giờ em càm ràm em sao? Thì giống như cái việc mà dắt xe vô thì em hỏi chị với mình mới có 9:30-10 giờ, mình muốn cái nhà cửa ngồi không khí trời nó vô nó mát. Em mới nói chứ cứ từ từ đi em, rồi trước khi đi ngủ cũng dắt vô thôi, anh ngồi trước đây luôn mà, cái xe cắt chưa tới với tay là đã tới rồi. Coi dắt xe vô đi chứ ngồi đó ngồi nó hồi cái quên bây giờ rồi quay lưng đi ở ngoài nó tiểu đi luôn bây giờ cứ vậy thì nếu mà cứ ngồi cái kiểu đó hoài mà ngủ gục lớn quá là có người vô tiễn xe có bao giờ em quên chưa? Dạ chưa. Ờ, có nghĩa là không có làm liền nhưng mà vẫn làm đúng không? Dạ. Thôi thì cũng được em. Cũng không đến nỗi. Còn càm ràm nhiều lần không? Chừng nào nhiều gì? Lắm chị, nói chung nhiều việc nói chung. Nhưng mà nhiều việc hay là một việc mà nhiều lần? Nó khác nhau à nha. Nhiều một việc mà cũng nhiều lần nữa. Nha, yeah, không lẽ em lặp đi lặp lại như là dắt đĩa hả? Anh ơi dắt xe đi, không dắt xe, ông chồng nó lấy. Anh ơi dắt xe đi, không dắt xe, ông chồng nó lấy. Cái đó mới là... Cái đó là mệt lắm luôn á. Hầu như thế nào em cũng nói câu đó. Giống như vậy, em lo xa nó. Anh nghĩ là em cũng nên đó, mỗi tối thay vì để cho vợ mình càm ràm nữa thôi mình dẫn cái xe vô đi rồi mình ra mình ngồi tiếp tục đúng không chị? Đúng rồi, dắt cho rồi đi nha. Mà còn em cũng bớt nóng tính đi. Nhưng mà nóng sao đập tay vô tường á chị, có thẹo rồi chị. Vậy hả? Bây giờ giảm nhiều rồi. Có nghĩa là mỗi người sẽ bớt một chút xíu. Em thì bớt càm ràm,
ông này thì bớt đập tay vào tường để cho hai vợ chồng hoàn hảo hơn, mỗi người nhịn một chút xíu. Thực ra thì rất mong là sau cái chương trình này á, tụi em sẽ hiểu nhau hơn nè, yêu thương nhau hơn nè, mỗi người nhường nhịn nhau một chút. Yeah. Rất cảm ơn tụi em đã tham gia với chương trình. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh chị. Chào hai bạn. Dạ chào anh, chào chị. Mời chú rể giới thiệu cho mình. Dạ em tên là Hoàng Dũng, em là nhân viên văn phòng. Dạ năm nay em 26 tuổi. Còn em? Dạ em tên là Trúc Phượng, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em là nhân viên văn phòng. Các bạn có biết là các bạn có một cái nét đẹp gì nó rất là lạ. Thực sự có đúng không? Đẹp cả chồng cả vợ. Đẹp mà đẹp lạ đó. Không phải là đẹp lai. Hai bạn gặp nhau trong cái trường hợp nào? Vợ em là bạn của bạn thân em. Bạn thân em muốn cua vợ em mới dắt vợ em đi uống cà phê và rủ tụi em đi chung. Thì lúc đó em gặp vợ em có chưa có cảm giác cái gì hết á. Rồi lần thứ hai là bạn em rủ vợ em đi coi phim, thì cũng rủ tụi em đi chung. Thì gặp vợ em lần thứ hai với em có cảm giác nó lạ lắm. Giống như là mình cảm giác đây là có phải là người bạn đời của mình luôn rồi. Có như là giống như gặp nhau trong tiềm thức rồi đó phải không? Dạ. Rồi sao? Còn em thì lần đầu tiên em gặp chồng em thì không có ấn tượng gì hết á. Thậm chí là em không ưa luôn. Tại vì chồng em cái kiểu cách rất là chảnh chọe. Em thì lại không thích những người mà châu chuốt quá. Nói chung là tôi nhìn cái đầu là tôi biết điều rồi đó. Dạ tại vì em có tóc thì em phải làm cho nó mượt. Đúng. Em nói thôi, em đừng nói về anh Tuấn anh buồn. Nói chung là ảnh cũng bóng mà bóng tóc, tôi thì bóng cái mỏ ác. Khác nhau đúng không? Tụi quen nhau ở đâu? Dạ cái gặp đó. Nhau là đi tụi em đi coi phim. Xong rồi lúc về là lúc đó em có cảm giác rồi. Rồi lúc về là em với vợ em với tám bạn đi ăn cơm gà. Thì trong lúc quán em thấy em nói cái gì vợ em cũng cười. Nó bị gì không mà sao nói gì cũng cười. Anh nghĩ em bị khùng đó. Có kết mình không ta? Cái qua ngày hôm sau lên Facebook Messenger em chat liền. Cái đầu tiên em quăng cho vợ em là một cái câu tục ngữ. Giàu đổi vợ sang... Ê, giàu... Sao giao bị bạn sang bị vợ. Đúng rồi. Là ý em muốn nói gì? Dạ không biết, từ lúc em gửi đại đó. Cái em chưa nói chuyện với anh này bao giờ đó, chỉ đi ăn uống chung với bạn bè, thậm chí cũng chưa nói chuyện đó, tự nhiên nhảy vô Messenger em nói gì á. Em thấy lãng xẹt luôn. Tại vì không biết nói gì, đầu tiên là cứ phan cái câu đó đại để mà có chuyện để nói. Có ấn tượng chưa? Dạ chưa. Tại vì ngay lúc đầu là em không có thích anh này. Dạ không mưa luôn á. Rồi xong rồi cái cách ảnh nói chuyện rất là lôi cuốn, đặc biệt là ảnh rất là vui vẻ. Dạ. Em thì lại đặc biệt thích người như vậy. Đúng. Tức là nói chuyện rồi thì bắt đầu mới là ấn thấy, tượng. Dạ ấn tượng cả. Ê, là cách nói chuyện vui vẻ. Lúc nào cũng quăng mỗi câu tục ngữ cây dao để mà chào đầu hết trơn đúng không? Dạ đúng rồi anh. Cái ngày hôm đó là em quăng cái câu tục ngữ. Nhưng mà trong quá trình nói chuyện thì em nói chuyện về nhân tình thế thái. Nói chuyện về những cái nhạc. Tại em mê nhạc lắm, nhất là nhạc Trịnh Công Sơn và những nhạc xưa. Lần thứ hai là câu gì? Lần thứ hai là lúc bây giờ em làm ngành du lịch. Em nói là để thôi để anh chở em đến sân bay để em đi. Giờ em nói là không được, em đi với bạn. Là em có nghi ngờ rồi. Lúc mà vợ em đi du lịch về, xong rồi em lại hẹn vợ em đi uống cà phê nữa. Mà vợ em không đi. Giờ em nói vợ em bận. Em biết cô này là cái này cũng dạng khó cua rồi. Thế là em mới về mới suy nghĩ. Nên em cứ từ chối vậy, không thích tiếp xúc. Cái em về mới suy nghĩ trong đầu là cái này phải, cái gì nó phải lâu dài mới được. Em nói với vợ em thôi giờ để em chở đi học đi. Là mỗi ngày á là 5 giờ chiều em đi làm về. Là chở vợ em là từ quận nhất về Tân Phú, xong em chạy nhà em tắm rửa, xong quay ngược lại Tân Phú em chở em vợ em về. Lúc nào thì cô ấy bị ngã gục trước em? Sau một tháng đó là vợ em dính luôn. Chuyện tình lãng mạn này nó kéo dài đến bao lâu thì hai bạn mới cưới nhau? Chính thức mà nói tiếng quen nhau thì mới 1-2 tuần thôi. Xong rồi với lại em cũng chưa biết anh này, chưa tìm hiểu nhiều á nên chưa dám dẫn về nhà. Thế là anh cứ đưa đó mà đứng ngay đầu hẻm á. Thì xong rồi một ngày nào nọ cái em không biết sao ba em bắt gặp. Rồi ba em bảo là thôi con quen ai con dẫn về nhà ra mắt ba mẹ. Xong rồi thế là ba em còn dặn là kêu nó về nhà rồi phải hả mang bia qua đãi mấy anh chị. Không có mang không? Dạ có. Em mang một thùng bia qua. Xong rồi nhậu xong em kéo thêm một cách bia về uống nữa. Lúc đó bên vợ em mới biết là em là dân nhậu có hạn. Rồi sau đó thì là có cưới liền không hay như thế nào? Dạ chưa cưới chị. Bao lâu thì mới cưới? Chừng 1 tháng sau là hai bên gia đình gặp mặt nhau. Rồi hai gia đình bạn chuyện cưới xin luôn. Ủa có nghĩa là coi như trong là... vòng có 1 tháng thôi hả? Dạ tụi em quen nhau có 1 tháng thôi. Trời ơi tưởng đâu xa xôi lắm, coi như quen có 1 tháng trời cưới luôn mà tôi tưởng đâu mấy năm mới cưới. Ủa có em là bây giờ là tụi em lấy nhau được bao lâu rồi? Tụi em lấy nhau tới nay được 7 tháng rồi. Lâu ghê luôn nha. Lâu quá lâu luôn. Quen 1 tháng rồi cưới nhau liền. Vậy thì các bạn có thấy là mình đã hiểu nhau hết chưa? Dạ hiểu chứ anh.
Trong một tháng là hiểu nhau hết luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà sao lại phải lấy sớm như vậy? Tức là bên, vì bên gia đình vợ yêu cầu hả? Dạ không, cả bên gia đình vợ và gia đình em luôn. Nghĩa là hợp nhãn các ông bà cụ rồi là xong là các cụ cho cưới luôn. Dạ. Rồi thì hai bạn quen nhau một tháng rồi lấy nhau. Cho nên là chắc chắn là sau hôn nhân các bạn có nhiều cái để mà vỡ hòa về nhau. Vỡ hòa không? Từ lúc lấy nhau giờ đã cãi nhau bây giờ chưa? Dạ rồi. Lúc mà nóng á, chồng em la lớn lên rồi xong đi một vòng mà về rồi hai người ngồi lại nói chuyện với nhau. Vậy còn hoài. Dạ. Chưa có bể một cái gì trong nhà. Dạ chưa. Vậy tại vì chồng em có quan điểm là tiền bạc mình cất công mình làm mình mua. Đúng. Không lẽ bây giờ mình lại đem đổ xong đổ biển mình đạp bể. Đúng rồi, đó là văn hóa hôn nhân đó. Vậy là văn hóa hôn nhân đó. Mình rất thích những ông chồng mà mỗi lần giận lên chúng ta sẽ có một cái cách giải quyết làm sao cho nó văn minh. Và phải tiết kiệm. Chứ giận lên đập nát đồ hết trơn, không có tiết kiệm. Rồi, và bây giờ nè, ông chồng em có cái xấu gì không? Chồng em thì có cái tật là rất là nghiện shopping. Hễ thấy chỗ nào sale á là cứ đang đi trên đường cái nhào vô triết là tủ đồ cả nhà cả đây, trong khi em thì lại thích lấy tiền nó đi ăn thôi. Một người thích ăn, một người thích sắm đồ. Dạ. Tại vì em có một quan điểm á là lúc này giờ mình có tiền thì mình mua, để sau này thì như là ngày Tết đi mình không cần phải mua sắm nữa, mình dùng cái tiền đó mình cho những khoản khác nó hay hơn. Ngoài cái thú vui thích đi shopping, em còn một cái thú vui nào khác nữa không? Ngắm gái đẹp. Dạ. Chị muốn hỏi thì sợ em buồn á, chị muốn hỏi ai vậy em nói trước luôn. Cái đó là em biết. Tại vì em ngắm gái đẹp ở đây để em coi tìm cái vẻ đẹp nào đẹp hơn vợ em nữa hay không. Mà tìm không có ra. Dạ đúng rồi. Vợ thì quá đẹp rồi đúng không? Dạ. Mới 7 tháng mà cho nên là bả rực rỡ lắm. Nhiều khi cầm điện thoại á chị, cái lướt Facebook rồi xong rồi thấy cô nào đẹp đẹp dừng lại. Mà xong giấu em đi ngang cái em đi vô. Cái em thấy trời ơi coi hình gái. Cái vậy, cái thấy em đi ngang cái lướt qua. Cứ lướt qua vậy á. Em có khó chịu với cái hành động mà lén lút xem mình có gái đẹp không? Dạ có. Rồi thôi bây giờ hỏi em nè, vợ em thấy có khi nào mà nổi cơn ghen với những cái điều đó? Dạ có chứ anh. Cái ghen mà dữ nhất á là ghen mà dữ nhất của vợ em á là nhéo rồi giọng rồi quýnh. Em đang coi cái hình, em đi qua vợ em á, trời nhìn nhỏ này nó đẹp hơn em quá. Cái vợ em không cần nói gì, cái tóc bút trong mặt thì đừng mặt em rồi xong. Cay mặt em luôn. Em thì cái tính em chọc là em hay quạo rồi em đánh. Rồi đó coi. Tức là bây giờ là em là bạo lực với chồng đó phải không? Dạ. Nghĩa là chuyên môn là em bị vợ em bạo hành đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Dữ không? Dạ vợ em trước kia thì không có giữ là gọi điện thoại là em mê lắm. Tại vợ em hay nói dạ thưa rồi. Thì sau khi cưới ông rồi cái từ dạ thưa không còn nữa. Không còn nữa. Dạ. Hay vào đó là cái gì? Đi đâu? Làm gì? Thay đổi vậy. Được. Nghe nè, em hãy kể cho mọi người về vợ em đã từng bạo hành em như thế nào. Dạ là có lần là em đang nằm coi cái Facebook, em mới nói sao nhìn nhỏ này giống người yêu cũ của anh quá. Cái giờ em đang đứng chải đầu, cầm nguyên cái lược chỗ thẳng vô mặt em. Xong cầm mấy gói xung quanh quýnh em túi bụi luôn. Rồi xong giờ em nói là không nói chuyện trong vòng một tháng nha. Không nói chuyện với em trong vòng tháng. Dạ. Tức là vợ nói vậy đó. Dạ. Rồi mà có thực thi không? Dạ không, mới có 5 phút nói lại. Dạ. Em chịu đựng không nổi. Nhưng mà mỗi lần bị vợ em bạo hành em chia sẻ với ai trong gia đình? Dạ em chia sẻ bức tường. Vậy hả? Tại vì giờ chưa đầy 5 phút mà nói chuyện lại, giờ em chia sẻ với ai. Vậy hả? Có khi nào mà em bị vợ em đánh đau á, em phải mét mẹ của vợ em không? Đánh đau thì em cọc lại. Cọc lại em làm cái gì? Có đánh lại không? Em mét đau. Mét đau luôn á hả? Cũng đâu có vừa đâu anh. Em chọc em đánh rồi ảnh hả cứ bưng em lên rồi đập em xuống cái nệm vậy đó. Trời ơi, có lần mẹ hả đi chơi Vũng Tàu á, mà cũng chơi cái trò này á, mà nứt cái giường của người ta luôn. Không. Sau cái mét đau đó là làm gì? Dạ dạ em đứng lên cười. Dạ cười nhưng mà có gì nữa không? Dạ em không biết nữa, cứ cười đúng 5 phút mà ngưng. Em không có đụng chai dây không? Hai chồng. Hai chồng. Ngộ ha. Dẫn qua dẫn lại xong đứng cười. Em có cái tật là em dễ cười lắm. Mà mỗi lần mà em vô cái chủ điểm cười cười là em cười có thể 5 phút rồi em mới ngưng. Dạ. Còn tiền bạc ở nhà ai là người quản lý? Dạ vợ em. Vợ em chi tiêu cái tiền đó có hợp lý không? Với đầu hai đứa sống chung thì cũng có cái sự cãi vã về vấn đề đó. Là vợ em thuộc dạng như là tin tưởng bạn bè lắm. Là ví dụ bạn nó khổ thì cho bạn nó mượn thì em đồng ý. Nhưng mà sau nhiều lần em biết được là thực tế là không có như vậy, mà người ta chỉ lợi dụng tình cảm đó thôi. Thì em nói vợ em không chịu, vợ em cứ cãi lại. Tại vì nhiều khi á, bạn bè gặp mình cái xong rồi nói mẹ bệnh hay là khó khăn, lúc đó em thì em cầm lòng không nổi. Có nhiều tiền á, cái mình cho bạn mượn. Cho mượn? Dạ. Có lấy lại được không? Dạ không. Cho tới bây giờ lấy lại được không? Dạ không ạ.
nếu như có một bạn nào đó là bạn của cô dâu hiện giờ nếu vẫn chưa trả tiền cho cô này thì tôi mong rằng là nếu như theo dõi chương trình này rồi, nếu bạn làm ăn khấm khá thì bạn làm ơn bạn trả lại cho vợ chồng người ta nha. Đó. Rồi bây giờ hai bạn nè, nếu cho một cái điều ước thay đổi á, bạn muốn chồng bạn thay đổi gì? Bớt nóng tính, bớt la làng khi mà... La làng chói lói hả? Dạ đúng rồi, khi mà cãi lộn xong rồi nóng lên cái dễ muốn sao, cứ sùm lên vậy á. Em thì... Rồi muốn sao lúc em trả lời sao? Em im luôn, chồng em càng nóng thì em lại càng im, mà em càng im thì chồng em càng nóng lên nữa. Bữa nay em thử nói lại coi, còn ghê hơn nữa đó chị đó. Em cứ im luôn đi, coi như giữ được cái tính nó giữ luôn đi. Yeah. Chị có ước gọi là muốn thay đổi là cái vụ mà la làng cho nó. Dạ, với lại bớt shopping lại giùm em. Còn em sao? Thì em muốn vợ em dẹp bớt cái tôi của mình đi để hai đứa có thể hòa giải với nhau và sống được. Tại vợ em có cái tôi lớn lắm. Cái tôi đó là cái gì? Là dù đúng hay sai thì vợ em vẫn cho rằng em là người sai. Ừ. Còn dạ, nếu mà em cãi là em đúng là em bị quýnh đúng không? À, hai đứa lại cãi thêm nữa. Em có nghĩ là em nên thay đổi cái tôi này không? Dạ em nghĩ chắc là có. Nên thay đổi, dạ, đúng không? Mình bỏ những cái đó đi, dạ. Vừa giữ cho mình vừa giữ cho đối phương, đúng không? Dạ đúng. Thôi bây giờ trước khi chia tay với hai bạn thì xin chúc cho hai bạn cuộc sống ngoài cái chuyện là hạnh phúc sẽ có một đứa con chào đời. Dạ em. Đúng rồi chị. Rồi cảm ơn tụi em. Hôm nay sân khấu chúng ta hội ngộ toàn tím rịm. Tím rịm. Trời ơi, mới đầu chị tưởng gì đẹp, giờ gặp cô dâu thấy màu tím chị chìm liền ha. Mặc dù anh không mặc màu tím nhưng mà anh là người đàn ông cực kỳ thích màu tím. Bây giờ mời hai bạn hãy giới thiệu về mình. Em tên là Đào Thanh Phong, 34 tuổi. Tụi em đang kinh doanh tiệm áo cưới. Còn em? Em tên là Ngô Cổng Phê, năm nay em 29 tuổi ạ. Này là Phong, này là Phê. Thế thì lần đầu tiên mà Phong gặp Phê, Phê như thế nào? Thì tụi em lần đầu tiên gặp nhau đó là đám cưới của người bạn. Cũng là người bạn thân của Phê luôn, mà cũng là người bạn thân của Phong luôn. Cho nên là khi mà lúc gặp nhau á thì Phong cũng từ Sài Gòn về Bình Dương đi đám cưới bạn ở Bình Dương á. Thì Phong cũng chở một cô gái. Hôm đó thì Phê cũng có một anh chàng cũng chở đi đám cưới luôn. Nhưng mà sau khi mà chia tay để về á thì không biết lý do gì người bạn thân đó kéo Phong với Phê lại kế bên nhau chụp hình nhau, thì lúc đó mới biết nhau. Dạ. Lúc đó cảm giác em sao? Em ghét ảnh lắm, tại vì ảnh thấy cũng được trai nhưng mà chở cô hơi già già tí, coi không được. Em nghi ngờ là anh này là không được tốt rồi chị. Tại vì cái cô dâu á nói hài hài cũng được, tính làm mai cho mày á, không không được đâu, nó gái gú lắm. Là ghét là. Vậy chắc cái tình trường của em viết tiểu thuyết được không? Dạ, nói chung là được tiếp xúc nữ nhiều. Trước khi mà gặp Phê á là em đã có bao nhiêu bồ rồi? Chắc khoảng hơn 10 cô. Mà mỗi người vậy kéo dài bao lâu? Chừng 1-2 tháng à. 1-2 tháng 10 người. Trời có khi ơi. Nào mà cùng một lúc 2-3 người không? 3 người thì không, nhưng mà 2 người có cùng lúc thì có. 3 người chia lịch không có nổi. Có nghĩa là cũng được dạng là chiến sĩ tình trường. Bởi vậy nói với hỏi giết chữ biết được không, mình lấy chất liệu luôn nè. Rồi đến lúc nào thì em bắt đầu là có ấn tượng và quyết định cua Phê? Lúc đầu gặp thì thấy Phê cũng nói chung là cũng Phê Phê. Dạ, nói chung thấy cái to nó cũng là lạ. Cho nên là cũng thấy có cái ấn tượng khi đi về. Thế còn em có quan sát anh Phong này không Phê? Nghe bạn nói thì em thấy em cũng ghét, em không có để ý gì hết á. Bao lâu thì nghĩ? Phê mới Phê Phong? 4-5 tháng. Vậy thì trong cái thời gian yêu nhau như vậy có chia tay không? Dạ có anh. Trước khi cưới là chia tay mấy lần rồi đó. Dữ không? Dữ dội không? Cái lần đầu tiên thì em từ Sài Gòn đi về thăm vợ cả tuần. Nói chung là mình nôn nước rạo rực để muốn gặp vợ. Nhưng mà vợ bận suốt, không có thời gian đi chơi. Thì em thấy em chán quá. Thôi nói chia tay luôn đi. Làm chi là ra ngoài nhiều cô khác đi dễ hơn, nên là thôi là thôi chia tay luôn đi. Thì lúc đó cái mình nói như vậy thì cũng không đúng. Thì 2 tuần sau thì bắt đầu cũng xin lỗi vợ, cái trở lại với nhau. Thì lần thứ hai nữa thì cũng có một cái nguyên nhân là Phê thì làm thì áo cưới thì cũng có nhiều anh tới lui vậy đó, cũng ghen. Lúc đó thì anh ghen lãng nhách rồi anh. Rồi xong rồi thôi cũng quyết định chia tay cái vụ ghen đó luôn. Nhưng mà thắc mắc gì nè, những anh đàn ông mà đến đó là lựa áo cưới cho vợ sắp cưới chứ mắc mới gì ghen trời. Không phải bạn của em chứ không phải là khách hàng, cũng bạn bình thường làm ăn chung thôi, nhưng mà người ta có tình cảm với em và đặt vấn đề là cưới hỏi. Nhưng mà em thì em thích làm ăn cho nên em chưa có định lấy chồng. Tại vấn đề đó đúng không? Dạ. Rồi anh này là đến thấy rồi ghen. Anh này anh đến thấy mà anh hay lắm, ảnh toàn là chăm cái gốc không à. Em thì làm túi bụi,
ảnh đó ngày ảnh cứ hỏi mẹ em ai đến đây này kia nọ, mẹ em thì chấm anh này cứ có gì là nói ra hết, bất thông tin hết, là có tay trong. Rồi cái lần thứ ba mà nãy chồng em kể đó như thế nào? Cái lần gần đám cưới hai đứa cứ cãi nhau việc em thì quê ở Bạc Liêu, còn chồng em thì quê ở Bến Tre, còn nhà thì Bình Dương. Thì ảnh thì nói thôi rước Bình Dương về Bến Tre cho ở gần, thì bên em với gia đình thì tính đòi là rước từ Bạc Liêu về Bến Tre thì cũng hơi xa. Cái như đó thôi mà cứ gây lộn hoài. Ảnh cứ tranh cãi với em, giận quá thì em bỏ nhà em đi, em hậm cứ hỏi ảnh còn hấp em á, em điện về mẹ Bến Tre đi, em nói đi. Nhưng mà cuối cùng thì đám cưới vẫn diễn ra đúng không? Dạ. Dạ. Kể chuyện gì vui vui. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ cái chuyện mà xung hai bạn lấy nhau xung về hợp. Thì đêm tân xung, hôn, cái đêm xung, xung là xung vầy rồi. Còn chuyện hợp nè, nó như thế nào? Sự ra thì trong lòng về sự chờ đợi của mình trong cái thời gian vừa qua là cái đêm đó mình cảm thấy rất là rạo rực, nhưng mà cái đêm đó lại là một cái đèn đỏ. Đỏ cho nên là bực bội. Dạ, nói chung là cảm thấy trong lòng nó sao sao á, cho nên là khoảng một tuần sau thì mới biết là vợ chồng cưới nhau như thế nào. Rồi mỹ mãn không em? Thực ra thì em cũng rất là cảm ơn vợ, sau thời gian bôn ba của mình mà vẫn còn nguyên vẹn như thế. Chúc mừng em, trời ơi, lúc đó mới hiểu được là những cái chuyện mà ghen tuông vô cớ của mình là vứt đi đúng không? Mà chị hỏi nè, khi mà lấy nhau rồi đó thì vợ chồng á có những cái mâu thuẫn gì hoặc có những cái gì mà chưa hiểu nhau nhiều không? Vợ thì nói rất là cá tính, rất là mạnh mẽ, em thì nói chung là nhẹ nhàng tình cảm. Thì cho nên là khi vợ nói gì là vợ nói lớn tiếng, mang nó dép tới là nghe là biết rồi đó. Ví dụ có bất đồng quan điểm chung? Có bất đồng quan điểm với nhau là ví dụ như là ăn uống thì vợ thì nấu nó chưa có theo ý của em lắm, cho nên là nấu ăn nó không hợp khẩu vị nhau rồi nó không có được vui. Chị hỏi nè, có khi nào là em biết cái thế thượng phong của em rồi em ăn hiếp chồng em không? Dạ không, cái tánh em từ nhỏ lớn là em không thích một cái gì là em nói to lên vậy, em nói xong rồi thôi. Còn anh này thì lúc em to tiếng vậy anh im không nói một cái gì hết. Xong mà hồi cái tự nhiên em lặng đi, cái bắt đầu em à anh này A B C anh vậy em vậy, bắt đầu anh thuyết trình nguyên một cái sau. Em thì em không thích nói nhiều mà anh thì anh lý thuyết, cho nên là hai người bất đồng ý kiến. Rồi mỗi lần bất đồng như vậy thì ai ở kèo trên, có nghĩa là ai là người thắng cuộc? Vẫn là em. Cho tới bây giờ vẫn là em. Thường các ông chồng á hay mắc một cái bệnh là ham vui ham nhậu, thì chồng em ham gì? Chồng em á thì bia nè, bạn bè nè, lâu lén vợ đi bia. Bữa đó em giận quá, cả tuần ngày nào cũng đi bia thôi với bạn hết, em giận quá em đóng cửa. Em tụi em có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa vậy hả? Định chừng nào? Thì cưới em cũng để có bé nhưng mà chưa có. Ảnh ham con đến nỗi mà ảnh áp lực em. Cái ngày hôm đó ảnh đi sinh nhật con bạn á, ảnh nhậu xỉn về cái bỏ xe ở ngoài cổng luôn, cái em dắt vô, cái em lên lầu cái em nghe nói chuyện thầm thầm ở trong phòng, cái em mở cửa em vô cái ảnh nói chuyện với đứa bé ở trong cái hình em bé, con của ai, chừng nào chú mới có con như con. Trời, biết chừng nào mới được. Tương hiệp quá vậy, xỉn cái... vậy đó hả? Xỉn mà nói chuyện với hình đó hả? Cái anh thấy anh bước vô cái em thấy anh vẹt vẹt nước mắt, em thấy anh ham mà em thấy em nhìn thay lại cho em một cái áp lực. Cái thương ở đứt ruột hả? Em muốn có con lắm hả? Dạ. Thôi thì bây giờ anh kể cho em nghe câu chuyện này, là hầu hết các cặp vợ chồng khi đến với chương trình này chưa có con thì về nhà hầu như có bầu hết, các cặp vợ chồng có bầu hết. Em tin không? Có nghĩa là bây giờ check lại là tất cả các cặp hầu như là có bầu hết. Bây giờ anh xin đại diện cho những người làm chương trình Vợ Chồng Son và tất cả những người có mặt ở đây, xin chúc cho cặp vợ chồng của hai bạn sau chương trình này sẽ có con ngay. Mà vậy nè, chị nói nghe nè. Thực ra mà nói á, sở dĩ em chưa có em bé được theo cảm nhận của chị nha, vì em quá tham công tiếc việc, cái đầu óc của em chưa chuẩn bị cho việc có con. Em tạm thời em gác đi, tại vì chồng em mong có con á là điều đó rất là đúng đó, cho nên rằng á, em phải vì chồng chút thì lúc đó em mới có con được, chứ còn tham công tiếc việc là khó lắm. Chị mong rằng sau cái chương trình này ha, hai vợ chồng dành thời gian đi du lịch. Bây giờ là có bầu đó, chị nói thiệt luôn á. Đổi phong thủy. Hai chồng cãi nhau cũng việc này hoài luôn á chị. Thôi thì bây giờ vậy đi, những cái mà không đồng ý về chồng mình tạm thời mình gác đi, gác qua một bên. Bây giờ cái điều mà tụi em cần phải làm sau cái chương trình này á là tụi em đi chơi, đi nghỉ, đi tận hưởng và yêu nhau nhiều hơn để mà có kết quả, giống như là tụi chị đã chúc ha. Và nhớ là khi có một cái là báo cho chương trình biết liền nha. Mọi người chia vui với tụi em. Cảm ơn em.
nhìn cặp vợ chồng này trẻ trung quá à. Chắc chắn là cặp vợ chồng này sẽ mang đến cho chúng ta những câu chuyện rất là vui tươi, dí dỏm này. Mà hai em giới thiệu chút xíu về mình. Em tên là Nguyễn Anh Tài. Hôm nay em 27 tuổi, em là nhân viên sale của FPT. Trời đất, em 27 rồi hả? Dạ. Nhìn em nhỏ xíu à, cỡ 21-22. Dạ. Còn em? Dạ, em tên là Nguyễn Thảo Ly. Năm nay em 25 tuổi, em làm kinh doanh thời trang. Thế hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Thì em gặp chồng em lần đầu tiên là năm 2010 đi thực tập. Thì thực tập chung với công ty của anh này. Thì lúc đó em vừa vào em thấy trời ơi, sao con trai gì mà da trắng dữ vậy trời. Môi thì đỏ, da trắng như ngọc trinh, đỏ như son. Rồi mũi cao, nhìn kiểu Barbie Hàn Quốc ghê ta. Ở lúc đó là ấn tượng rồi đó. Còn em ấn tượng gì vợ em? Dạ thì em thì ấn tượng là vợ rất là xinh. Vừa bước xuống xe là thấy cười, rồi quạt mát rất là lanh lợi. Nhưng mà mình cảm giác đây là những cái style của mình, mình rất là thích. Nên là mình nhiều khi lúc đó giống như tình yêu sét đánh, là mình ước gì là vợ của mình. Và thế là tôi nghĩ rằng là ngày hôm đó có thành tình yêu đi ngang và nghe thấy cái điều ước của hai bạn. Ai là người tỏ tình với ai trước nào? Em không biết ai tỏ tình với ai trước, mà lúc đó là em thấy là cái buổi đó là vợ lên, vợ ngồi kế bên em á. Thì tự nhiên cái em chưa nói gì hết, tới cuối buổi tự nhiên đưa em nick chat. Giống như là tự nhiên mình cảm giác mình là anh trai mà mình lại còn bị thụ động. Bị động phải không? Dạ. Mình đang ở thế. Sao giận không? À, vui. Vui. Nhưng mà chị hỏi nè, em có cảm nhận giống như chồng em không? Giống như sét đánh, giống như con người này sinh ra để làm chồng mình không? Không, lúc đó thì em không cảm nhận là anh này là chồng em đâu. Mà lúc đó nghĩ sao mà lại có người dễ thương, lạnh lùng vậy. Kiểu là mình thích để tán thử xem như thế nào. Ai người cua dính luôn. Mấy bà, hai bạn lấy nhau là bao lâu rồi? Dạ, 8 tháng. Quen nhau bao lâu? Dạ, quen nhau gần 5 thì chia tay. Rồi sau đó sau 2 năm mới quay lại nhau rồi cưới. Tại sao chia tay? Dẫn em đi suối tiên chơi nè. Trời ơi, cho em chơi đủ thứ trò chơi hết á. Rồi cho em ăn cái này ăn cái kia giống như mình là công chúa rồi đó. Xong tối thì gọi điện thoại: em ơi, mình chia tay nhau nhé. Vì anh thấy là em ở trên núi xa xôi quá, anh đi không tới. Với lại em tính con nít quá. Ủa em ở đâu? Dạ em ở miền Trung, Quảng Nam. Vợ em ở miền Trung nhưng mà lại ngay không phải là thành phố, mà là từ thành phố mà đi lên tới núi, lên núi khoảng 50 phút. 40 phút à? 50 phút. 10 phút thở mà thở hết. Trời ơi, 10 phút mà thở nữa. Tính luôn cho 10 phút thở. Rồi là chia tay vì dạ, không, lý do như vậy thôi. Từ hồi nhỏ là trong gia đình là hồi đó giờ sống ở miền Nam, mình quen người miền Nam là chủ yếu à. Không có quen ai miền Trung ấy, là ba mẹ cũng có nói là quen ở người miền Nam nên biết bao nhiêu người là không quen, là quen miền Trung đi xa. Rồi mình gặp thêm là cái tính cách cũng trẻ con nữa. Ủa nhưng mà em quen với ảnh thì là trong cái thời gian thì bên gia đình của ảnh biết không? Dạ biết, gia đình là biết. Em ở Trung xa thì ba mẹ mới nói anh là thôi đừng có yêu, yêu rồi sâu đậm không có bỏ được. Thì anh mới chia tay em á. Mà rồi sau khi mà nói lời chia tay về em có đau khổ không? Cũng một khoảng thời gian đó là một năm mấy đến hai năm đó, là khoảng thời gian đó em một mình thôi. Em suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng mà lúc mà anh nói chia tay em sốc không? Cực kỳ sốc luôn chị. Tức mà khóc luôn á chị. Khóc luôn. Thấy cảm thấy người gì mà kỳ cục, nhút nhát quá à. Cảm thấy là vì cái khoảng cách thôi á mà lại bỏ mình như vậy á. Rồi em mới vượt qua cái trạng thái đó liền không? Hay là mất thời gian bao lâu? Khoảng nửa năm. Rồi trong một năm rưỡi đó là hai đứa cứ rình rập theo dõi nhau. Dạ đúng đó. rồi. Thì lúc đó em theo dõi Facebook thấy lúc nào cũng chụp hình của một mình nè. Em đang buồn, em cô đơn, thấy thương. Mình cảm giác là mình thấy mình giống như có tội, có lỗi. Đúng quá, đúng rồi. Quyết định là làm quen lại. Thì ai là người quyết định? Em không? Anh này là quyết định quay lại. Nên là em quyết định là mình khi mình quay lại mình phải suy nghĩ rất là chín chắn. Em quyết định là canh cái ngày sinh nhật của vợ á. Thì em gọi điện, em nói là anh muốn gặp em, có chuyện muốn nói với em. Không thèm gặp em luôn. Tại vì chia tay vậy sao mình gặp liền đúng không anh? Đúng vậy. Mình đúng phải già dò. Mình phải cho thời gian thử nghiệm. Mà thời gian là bao lâu? Có ngày rồi. Trời ơi. Trời ơi. Tôi tưởng đâu là nghe chắc cho một tháng, một năm, cho một ngày. Và tôi nghĩ rằng là kể từ khi mà quay trở lại nhau thì cái giai đoạn mà hai bạn tiếp tục đi đến hôn nhân chắc không có gì khó khăn. Em quay lại là vì một câu nói của anh thôi mà em quay lại. Câu nói gì? Anh nói là em à, hai đứa mình chia tay nhau một lần rồi, nhưng mà bây giờ quay lại là sẽ mãi mãi sống bên đầu bạc răng lâu. Trời, nghe câu xúc động quá. Rồi còn em yên tâm là anh sẽ che chở em hết cả cuộc đời, bảo vệ em luôn, em không cần làm gì hết. Rồi. Ở không anh nuôi em luôn. Trời ơi. Cái câu đó trong gì trong phim đúng không? Tất cả phía trước là đúng, có câu mà ở không em luôn thì không có. nghĩa là cái bà này bà thiêu dạ. Không tưởng tượng. Rồi thế là sau đó là bắt đầu nghe mình ngay lúc đó hạnh phúc quá mà, nghe chào nước mắt luôn mà. Lúc đó thôi, ok em quay lại với anh.
quay lại thì thấy trời ơi dịu dàng lắm chị, nhìn mặt nè chị. Trời ơi rất là yêu thương, chiều chuộng dịu dàng lắm. Trời ơi đàn ông mà bà dùng cái từ dịu dàng. Ôi tại nhìn ông baby quá mà. Ông baby quá nên nhiều chúa, khi mình nghĩ con chúa nên mấy em cũng là cũng phải cưng hết. Nhưng mà sau này mở màn nữa biết nha anh. Bây giờ về rồi mới biết đá biết đúng màn. Đúng rồi anh, đúng rồi. Nhưng mà nè, quen nhau rồi á là khi mà gia đình em biết á thì có cái gì khó khăn không? Có nghĩa là có bàn ra bàn vô, có cản em nữa không? Trời bàn quá trời luôn á chị. Vậy á. Bàn ra hay bàn vô? Bàn ra, không không ai bàn vô đó chị. Rồi sao cưng? Ảnh về ảnh xin phép ba mẹ cưới, xong ba mẹ nói con à, quen thêm hai ba cô này cho có kinh nghiệm, tình trường nó nhiều, lúc đó mình chọn vợ nó mới chính xác. Trời đất ơi. Rồi anh có nghe lời không? Em thì là em đã khi quay lại là mình đã có quyết định rất là chín chắn rồi. Thì bây giờ là mình là chỉ còn cái mục tiêu là phải bảo vệ quan điểm của mình và thuyết phục ba mẹ. Nghĩa là hai mà người. Cuối cùng thì ba mẹ đồng ý, em thuyết phục được không? Anh này thuyết phục được chị. Hay, vậy là quá hay rồi. Anh thuyết phục bằng tình cảm, bằng nước mắt. Chồng em mau nước mắt khóc vậy. Mà chỉ có em mới làm anh khóc được thôi. Hay không? Nghe nè, rồi cái lúc đám cưới sao? Trời ơi, đám cưới còn kinh dị hơn nữa. Cái đêm tân hôn sao? Trời ơi, ảnh tuyệt vời lắm. Nhìn ảnh baby Hàn Quốc vậy mà không biết gì chưa. Người đàn ông tinh khiết. Dạ đúng rồi. Ê, sao? Hấp dẫn lắm. Ảnh lúc đó thì bạn bè chút rượu xỉn, đem vào phòng á, em tay chân cứ lỏng lỏng run 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 vậy nè. Chảy nước mắt. Anh không. Cưới được em, anh cảm giác bây giờ anh hạnh phúc quá. Bây giờ anh được tọa nguyện rồi. Anh hạnh phúc quá. Bây giờ anh không biết sao hết. Rồi sau đó rồi tiếp nữa. Rồi cứ ôm em vào lòng thủ thỉ, nói những lời êm dịu. Nhưng mà đâu thấy làm gì đâu, tại không biết làm. Lúc đó là tại đất ơi, gì kỳ vậy? Thật ra thì mình muốn nghe nói mình lên mạng mình tìm kiếm làm sao để đêm tân hôn lãng mạn. Phải nói là phải vô phải tâm sự với vợ trước, mình không nên là mình dò dọc quá. Có những cái người ta nói thương nhau cởi áo cho nhau. Nhưng mà em thì cái khúc thương thì dễ mà khúc cởi thì em không biết. Thì ra khóc đây không phải khóc vì cái chuyện tình cảm, nghĩa là coi như là được một cái kết quả viên mãn, mà khóc đây vì rắm rứt bởi vì không có thuộc bài. rồi mọi thứ mọi thứ diễn ra là tuyệt vời. Rồi có cô vợ tuyệt vời vậy là chắc là em ghen dữ lắm nè đúng không? Trời ơi, cực kỳ ghen chị. Ông ghen kinh khủng. Ông ghen sao đâu? Trời ơi, em ra đường không được đánh xong đi nha, được trang điểm đánh xong rồi đổ chốc rồi quyến rũ chai hả? Trời ơi, làm cái gì em đi ra đường không được mặc quần bó sát nha, bó sát kịp khoe vòng cong quyến rũ mới chai hả? Rồi á, đi biển nha, không được mặc bikini. Trời ơi, để tắm biển mà mặc đồ bà ba. Mặc đồ bộ tắm thôi chưa. Tại vì á là bikini cũng dạ quan. Đi mà biển thì nổi lên vậy đó, rồi mấy người ở trên bờ thì lại xì sầm nói là đẹp, em nói đẹp quá. Em nghe được, em thấy tức tối trong người, thấy khó chịu. Bực mình phải không? Cảm giác giống như là của mình mà lại đi bình phẩm vậy. Không được. Bực mình. Đó tắm được 10 phút à. Bắt lên bờ dẫn về. Ủa tại sao vậy, tắm có 10 phút? Người ta nhìn quá không cho, dẫn về. Nhột, không tắm được. Còn chồng em mặc cái gì? Chồng mặc quần đùi áo thun. Quần đùi áo thun chứ không mặc quần bơi luôn. Không luôn. Tự anh ý thức được luôn, anh không cho người khác nhìn. Không kính đâu, không sợ mấy bà kia nhìn ổng. Biết giữ mình lắm. Biết là giữ mình. Như vậy là bây giờ hai đứa mình phải tài trợ cho hai vợ chồng em, tài trợ cho chồng chị hai bộ người nhái. Hai bộ đồ người nhái. Để lặn đúng không? Tắm biển rồi lặn là không ai nhìn luôn. Dễ thương đẹp. Rồi vợ em có cái gì xấu? Nè, vợ em thì có cái là trả treo kinh khủng. Ví dụ như là làm cái gì mà bực mình lên đó là em nói một câu là trả treo một câu. Đặc biệt là hay chọc tức em nữa, em nóng tính kinh khủng lắm. Rồi sao, rồi lúc mà cái cơn điên em lên này, rồi em làm sao? Dạ thì em điên lên em chỉ muốn là nói cho dập tắt thôi, nhưng mà lại vợ lại phản ứng lại nữa, mạnh cãi lại. Rồi em làm sao nữa? Phản chị nhìn đi, mặt anh trắng vậy nè, khi anh dẫn lại đỏ như quả cà chua. Dữ tợn, kinh khủng lắm. Anh gầm gừ á, tức quá, trào nước mắt luôn. Còn khóc nữa hả? Không khóc vậy. Dạ không phải khóc mà giống như là mình bức xúc quá, mình tức quá, anh đập vô tủ. Cái đau tay. Dạ đau quá, xong đau tay lại khóc. Trào nước mắt ra. Thấy em khóc, anh mà khóc một cái làm đau lắm. Cảm giác là tự nhiên mình làm anh khóc.
Em thấy có lỗi, cái lúc đó làm soi ảnh mà khóc là em soi liền. Thế bây giờ em khóc chưa? Em cũng khóc luôn chứ. Rồi lúc đó chồng em chồng em có soi không? Chồng không soi đâu. Chồng ngồi im nhìn thôi. Mới trước, đụng trước. Gì cây vậy? Em biết là giống như là nước mắt cá sấu thôi, để giống như là để xoa dịu em thôi, chứ thực ra là khóc không phải khóc do là biết mình có lỗi. Thì khóc kỹ thuật dạ, không tại tính em dễ khóc là em tự điều khiển nước mắt của mình luôn. Ôi trời, tự điều khiển nước mắt. Trời giống biết ngon quá. Nhiều khi em muốn em khóc mà em đứng. Em bây giờ em khóc được không? Trời ơi, giờ đang vui, gặp anh đang vui mà. Trời, hai bạn rất là dễ thương á. Bây giờ mong muốn thay đổi sao? Em chỉ mong vợ là mình dành thời gian cho em nhiều hơn. Thế còn em muốn chồng em thay đổi gì? Thì em muốn chồng em là bớt nóng tính lại. Khi nóng tính là nhìn xấu quá à. Nhìn gớm lắm. Nói chung là không có thích xíu nào. Phụ giúp vợ trong việc nấu ăn. Ví dụ như lâu lâu chồng có thể nhặt em cái rau hoặc cùng nhau rửa chén cũng vui chứ bộ. Lúc đó cảm thấy là mình hạnh phúc. Nhưng mà chồng em là tuyệt đối không bao giờ vào bếp. Sao vậy? Em vào bếp rất là khổ vậy à. Cảm giác như mình là nô tì vậy đó. Anh ơi, lấy cho em giá, lấy cho em ớt. Mà xong rồi em đang đi giữa chừng. Thôi được rồi, đừng lấy nữa anh. Bỏ ra tủ lạnh đi. Mà em cứ làm chạy tới chạy lui vậy đó. Mà lấy có mấy cái lạc vàng thôi. Em nói cái em tức quá, em bê nguyên một cái vàng đó lại cho vợ luôn. Tự bà lựa đi. Dạ, tự bà lựa. Giờ sao ta? Cuộc sống hai bạn bây giờ đang rất là vui. Tuy nhiên có một số cái các bạn phải bắt đầu điều tiết đi để chuẩn bị cho một cái gia đình lớn hơn. Có nghĩa là sẽ có một hai đứa con. Đúng không? Thì về phía em quản lý về em trong cái cách ăn mặc như vậy nó hơi bị xích sao quá. Bây giờ em cứ hình dung đi. Em đi ngoài đường với một cái cô vợ mà thiệt là không ai muốn dòm á. Trời ơi, tự nhiên một lúc nào đó em về em chán vợ em vô cùng. Những cái đồ vật của mình mà không ai thèm muốn á, thì đó là cái đồ vật không có giá trị. Cái đó là một cái điều mà em phải chuyển cái đó thành sự hãnh diện. Tại vì thực sự mà nói á, vợ em rất là xinh. Vợ em có duyên nữa. Nhưng mà chị biết chắc chắn là không ai cướp vợ em được đâu. Bởi vì tụi em rất là xứng đôi, 1 9 1 10. Cho nên rằng tụi em phải là một cặp mà khi đi ra đường mọi người phải trầm trồ. Trời ơi, mẹ nó đẹp trai quá. Lấy nhỏ nhỏ đi quá. Tụi em phải lấy cái đó là cái niềm mà gọi là vun vén thêm, gia vị thêm cho cái tình cảm vợ chồng. Chứ còn ha, nếu mà một lúc nào đó mà như vợ em đi với em cứ lúi xùi giống như là một cái bà nội trợ mà mấy chục tuổi vậy đó, thì một lúc nào đó tự động em sẽ chán. Không, cái đó là chị nói thì kinh nghiệm. Kinh nghiệm chị bàn với tụi em thôi. Còn cái chuyện mà em có làm hay không đó là quyền của em. Hiểu không? Nhưng mà chị góp ý như vậy. Rồi, xin cảm ơn hai em. Cái mặt tròn tròn. Em thích những người có mặt tròn. Lần đầu tiên em gặp anh ghét lắm. Đi học anh rất là điệu. Bữa đó đám dỗ em dắt về luôn. Ở giờ lắm. Xin chào hai em. Chào anh chị. Có cảm thấy thoải mái hay là run rẩy không? Không căng đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện. Mời bạn giới thiệu cho mình. Em tên Vũ Đăng Khoa. Nghề nghiệp của em là giao nhận. Giao nhận. Em năm nay 29 tuổi. Thế còn em? Dạ, em tên là Kim Oanh, em năm nay em 28 tuổi. Dạ, nghề nghiệp của em là nhân viên kinh doanh. Dạ. Oanh như Khoa. Dạ. Kinh doanh, giao nhận. Dạ. Bên này buôn bán, bên này giao hàng, nhận hàng. Dạ. Dạ. Vậy hai bạn gặp nhau và quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em học chung với nhau năm cấp 3. Tụi em quen nhau từ hồi lớp 11. Từ lúc đó cho tới bây giờ là bao nhiêu năm rồi? Dạ, tới tính ngày cưới nó là đã 12 năm. Vậy là hiểu hết về nhau rồi đúng không? Hiểu cũng được khoảng 90%. Trời, vậy là hay lắm đó. Ấn tượng như thế nào mà em gặp đó là em yêu luôn vậy? Cái mặt tròn tròn. Em thích những người có mặt tròn. Mình đàn ông mà, mình sẽ nhìn vô cái vòng một đầu tiên. Thì vòng một cũng ok. Nhà được thêm có cái mùi thơm nữa. Mùi thơm tự nhiên hay là do em tại sử dụng cái loại dầu thơm? Dạ không, em lúc đó đi học mặc áo dài á. Trời nóng cho nên em bị nổi sảy. Em dùng phấn rôm. Với cái gương mặt tròn tròn, với cái V1 cũng tròn tròn. Lúc đó người có tròn tròn không? Dạ không, đó người nhon lắm. Nhà mới tròn. Em có em bé chưa? Dạ em có em bé rồi. Mấy em? Dạ có một. Rồi ấn tượng của em về chồng em sao? Lần đầu tiên em gặp anh em ghét lắm. Tại vì ảnh đi học anh rất là điệu. Điệu vô cùng luôn. Thí dụ cái tóc của ảnh lúc nào cũng như là trái chôm chôm vậy. Nó cứ dựng đứng chỉ, mà nó cứng ngắc như vậy á. Là em xịt keo hả cưng? Dạ. Xịt mút á. Đang có mút mà tóc của Lam Trường á chị. Em để tóc giống Lam Trường.
Rồi hai bạn trong cái thời gian mà quen nhau như vậy thì gia đình có biết? Lúc đầu gia đình không có biết. Nhưng mà tới lúc mà năm lớp 12 á thì gia đình phát hiện, mà gia đình cũng cấm đi học, phụ huynh thì hai bà mẹ ngồi nói chuyện xong rồi về cấm luôn. Và hai đứa sao, có nghe lời mẹ không? Vẫn quen nhưng mà quen lén. Trong bao lâu? Dạ 4 năm. Trời ơi, quen nhau như vậy rồi lén gia đình ha, quen nhau thì đến khi nào mà gia đình mới biết và chấp nhận? Dạ tới lúc em đi làm. Đi làm là gia đình biết. Mà chị... em cứ nói là dắt ai về á là cứ người đó luôn, chứ không có dắt người khác nữa. Cái bữa đó đám dỗ là em dắt về luôn. Là coi như là cả dòng họ đều biết luôn. Rồi như vậy là hôn nhân thuận lợi đúng không? Dạ tới lúc cưới thì không có gì hết. Rồi là dạ. Cưới xong về rồi có vỡ mộng gì về nhau không? Dạ có chứ. Vỡ mộng về cái gì? Thứ nhất là ảnh cực kỳ mê chơi điện tử. Hồi thời gian mà yêu nhau á, nhiều khi ảnh mê điện tử đến lúc mà ảnh hẹn với em mà ảnh cho em đứng đó xong em tự em đi về luôn. Là tới lúc mà cưới nhau về á, ảnh mê game đá banh. Khi ảnh thức tới giờ nào là con bé nó thức tới giờ đó. Mà em đi làm về em rất là mệt nữa, em muốn ngủ sớm thì ảnh tắt thì ảnh nó mới chịu đi ngủ. Cứ ảnh cứ ngồi chơi là nó ngồi nó chơi với ảnh vậy. Ồ vậy hả? Ngồi ngoài ra còn gì nữa không? Ở dơ lắm. Em biết ai mà ở dơ trước đó. Trước khi cưới thì em cũng biết là ảnh ở dơ, ảnh bừa bộn lắm. Nhưng mà em không nghĩ là cưới về ảnh lại ở dơ như vậy. Nhiều khi đi làm về mệt á, người ảnh phải đi giao nhận mà ảnh đi ở ngoài đường ngoài xá nhiều lắm. Ảnh về cái ảnh nói thôi hôm nay lạnh quá không tắm đâu, lên giường nằm đắp mền ngủ. Trời ơi. Em có khi nào mà vì những cái cú vỡ mộng đó mà khiến em dẫn đến cái chuyện mà em bị trầm cảm vậy chứ không? Em thì không phải vì chuyện đó mà trầm cảm, mà do là em sanh con xong á. Em bị stress vì do sau sanh. Lý do? Tại vì em chăm con thức đêm á, em bị thiếu ngủ, với lại em ở nhà chồng mà thì mẹ chăm theo cái của người lớn ngày xưa, đó. Em chăm cái kiểu của em là hiện đại, không có hòa hợp được. Nhiều khi em phải nghe nhưng mà em bị stress ở chỗ đó. Em không có chia sẻ được với ai hết, không em bị rất là nặng. Dạ. Không nói với chồng luôn á. Em thì em nghĩ là nói ra ảnh cũng không có giải quyết được gì, ảnh là đàn ông mà, nên thôi không nói luôn. Chưa bao giờ nói. Em ít nói chuyện. Em chưa bao giờ nói về vấn đề đó với chồng. Thì em thấy tự nhiên làm khóc mình, em nói ủa sao khóc vậy? Thì hỏi ra không chịu nói, làm sao biết được nguyên nhân chính xác. Cái em cũng làm bộ thấy buồn buồn, em lại ôm. Sao vậy, nói cho anh nghe coi, để anh giải quyết giùm cho. Không có gì đâu, anh cứ ngủ đi hay anh chơi game đi, để em tự giải quyết. Thì mấy lần như vậy cứ làm hoài thì tới sáng mai nó hết buồn hết khóc thì em cũng như gọi là trai rồi. Em cũng không có quan tâm đến nữa. Bây giờ còn không? Nói chung là cũng đỡ rồi. Em hay nổi cáu vô cớ lắm. Em cáu lắm là em chỉ biết trút giận lên người ảnh thôi, chứ giờ đâu có trút lên được ai đâu. Cho nên là nhiều khi thấy cũng tội nghiệp ảnh. Nhiều khi mình tức á, nhiều khi ảnh biết cái vấn đề đó nhưng mà ảnh không nói gì hết, ảnh im. Em, cái stress của em á, nó giờ nó ở cấp độ nào? Cái thời điểm mà con bé nó cũng còn nhỏ đó, 9-10 tháng là cái lúc đó em bị rất là nặng luôn. Tại vì em đi làm rất là sớm, em 2 tháng rưỡi là em đã đi làm rồi. Tại vì công việc mà. Rồi về nhà rồi dọn dẹp nhà cửa con cái rồi này nọ mà bực á, bực chập trong người rồi chồng không hiểu á. Có những lúc em nghĩ tới tình huống xấu nhất luôn á, là em tự tử á. Cứ nghĩ tới vấn đề đó xong mà cứ nhìn lại đứa con á thì không làm được. Xong rồi thôi tự điều tiết cái tâm trạng của mình á, kìm hãm lại. Em biết không, vợ em á là bị stress á. Mà cái stress nó là nguyên nhân á, dẫn đến cái chuyện là vợ em thèm ăn. Vì khi em bị stress em thiếu ngủ, em cũng mập. Chị nghĩ rằng á là em chưa hết stress đâu, em giảm đi thôi chứ em chưa hết đâu. Dạ đúng. Tại vì ở cái tuổi này của em á, với đứa con đầu lòng á, em lấy lại vóc dáng nhanh lắm. Nhưng mà lý do gì mà hai bạn yêu nhau cả mười mấy năm như vậy á, mà lại không thể hiểu hết được nhau, không thể chia sẻ được? Tại em nghĩ thứ nhất là ảnh á ở giữa, không thể nào mà ở bên vợ, mà cũng không thể nào mà ảnh nghe lời mẹ được. Cho nên là em nghĩ thôi bây giờ nếu mà nói ra thì tội nghiệp cho ảnh, là ảnh không làm được gì đâu, thôi em không nói. Cho nên là em cứ giữ trong lòng vậy thì mình ức chế, mà em cũng không có nói được với mẹ em. Như vậy là em bị sai lầm á. Tại vì á, em phải nhớ rằng á, là cái người đàn ông này á, là mình đã đi chung đường với người ta 12 năm trời rồi. Đây là một cái điểm tựa duy nhất của em. Có những điều á, em cần phải nói. Em không thể nào giữ yên trong lòng em được. Tại vì khi em nói ra, thứ nhất là em giải tỏa được cái stress của em. Thứ hai á, là chồng em hiểu em hơn. Cái thứ ba nữa, khi em nói ra, nhiều khi em sẽ hiểu chồng em hơn nữa. Để tụi em giải quyết. Chứ bây giờ em tính là em dồn nén bao lâu, em chịu đựng được bao lâu? Ủa, em không cảm nhận là vợ em bị stress nặng hả? Có, nhưng mà tại vì hỏi mà không trả lời thì em cũng bó tay rồi.
không lẽ để nguyên vậy hoài. Thì giống như nãy em có nói là tới sáng tự nhiên hết, thì em nghĩ là cũng giảm được phần nào rồi, nên em đâu có phải ấy nữa. Cái đó là em lại bị trật nữa rồi, em lại hơi bị vô tâm quá. Em đâu có nghĩ được rằng là trong một cái đêm dài như vậy, vợ em phải tự kềm hãm cái cảm xúc, rồi tự phải điều chỉnh cái cảm xúc đó để mà không có những chuyện đáng tiếc xảy ra. Xem không nghĩ điều đó. Chị nói em nghe nè, bây giờ vậy đi, thay vì em coi đá banh á, một tuần là 7 ngày đi, chị nói ví dụ, thì bây giờ em giảm đi, 3 ngày em nên coi những cái bộ phim về tâm lý á, mà những cặp vợ chồng á, họ hay gặp những cái cuộc sống mới lấy nhau như thế nào, rồi những người mà tâm lý, những người hay bị trầm cảm á, bị stress, em coi đi, rồi em sẽ có cái cách để mà em gỡ cái này cho vợ em. Không ít thì nhiều, mình sẽ cảm nhận được cái điều đó, chứ không á là để vợ em tình trạng về là chị thấy không ổn. Có bao giờ em nghĩ, em có biết cái chuyện là vợ em từng muốn tự tử không? Biết chứ chị. Tại lúc đó cái cảm nhận em sao? Em cũng hỏi lại, nhưng mà vợ của nó không có gì đâu, mai là hết rồi. Trời ơi, vô tâm quá đi. Con gái thì không lẽ lúc đó em nói, anh có biết là tôi muốn tự tử không? Anh có biết là... Tại vì những người mà nói là những người không làm nha. Còn những người không nói á mới là nguy hiểm đó, chị nói cho em biết. Em thấy giống như em cũng vậy thôi, em cũng như bực bội gì cái sáng em ngủ của em hết bực bội. Thì em nghĩ vợ em chắc cũng vậy. Cái đó là em nghĩ. Bây giờ em phải bớt vô tâm. Vậy sẵn đây nè, có hứa với vợ mình và hứa với tất cả mọi người và sẽ khắc phục tối đa cái sự vô tâm của mình đó. Chỉ khắc phục một phần thôi chứ tối đa thì chưa thể được. Nhưng mà mình ý thức cái việc đó để mà mình mỗi ngày mình mỗi cái là làm được nhiều hơn. Ví dụ vậy, chứ tại vì bản tánh vô tâm á, thì đàn ông á, hầu như là ai cũng vậy. Nhưng mà khi em để tâm đến cái vấn đề đó thì cái sự vô tâm của em nó sẽ mất đi dần dần mà bản thân em không biết luôn. Đó thì để chi em biết không, cái tình cảm của tụi em đẹp quá mà. Mười mấy năm mà, đúng không? À, bây giờ lấy được nhau rồi, có được đứa con rồi. À, bây giờ nếu mà không biết giữ cái này mà có chuyện gì nó tan vỡ thì quá phí. Đúng không? Dạ. Ok. Rồi, xin cảm ơn hai em. Đừng stress nữa nha. Và bây giờ là phần kiểm tra Huế và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một coupon mua hoa trị giá 3 triệu đồng tại Flower Box. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ mỹ phẩm trị giá 2.280.000 đồng đến từ công ty Vĩnh Tân. Và món quà thứ ba đó chính là 6 hộp viên uống sáng hồng nhất trị giá 1.500.000 đồng. Món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chui nồi hạnh phúc kèm theo một cặp vé đi xem kịch tại sân khấu Hồng Vân do chị ấy tài trợ. Bây giờ chúng ta qua phần kiểm tra hiểu ý, mời các bạn xoay lưng lại nghe kỹ câu hỏi nha. Ngày cưới của vợ chồng bạn là ngày tháng năm nào? Rồi để coi, ngày cưới của vợ chồng bạn là ngày nào? 2 tháng 3 2013. À, hay quá. Rồi, cảm ơn chồng bạn. 12 tháng 7 2014. 12 tháng 7 2014. Hai chú rể hãy xúm xụm giao lý. 1 2 3. Rồi xong, thua luôn. Mời cặp vợ chồng bạn được phép chọn màu. Dạ, màu xanh. Màu xanh cho nó gần đúng không? Rồi. Dạ, màu hồng. Màu hồng. Chị màu đỏ đi Thuận ơi. Rồi, tôi màu vàng. Rồi, cặp đôi chùi nồi Quốc Thượng và Hồng Vân sẽ là cặp đôi mở trước để xem đó là gì nha. Nào, xin mời. 1 2 3 4. Wow. Hai cặp vợ chồng chúng ta đặt tay lên thùng. Chuẩn bị. 1 2 3. Wow. Xin chúc mừng cặp vợ chồng của bạn đã nhận được một coupon mua hoa trị giá 3 triệu đồng của Flower Box. Và cặp vợ chồng của bạn cũng đã may mắn nhận được 6 hộp viên uống sáng hồng nhất trị giá 1.500.000 đồng. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son đến đây xin nói lời tạm biệt. Và ngay sau đây xin mời quý vị nhớ đừng rời bỏ màn hình, bởi vì chúng ta sẽ đến với một chương trình rất hấp dẫn, chương trình 1001 chuyện. Và quý vị nhớ là trong chương trình Vợ Chồng Son của tối Chủ Nhật hàng tuần lúc 22:30 trên kênh HTV7, chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lại nhau. Quý vị nhớ nha. Nhớ nha.